Xin chào quý vị và các bạn đến với một chuyên mục thú vị ngày hôm nay, đó là vì sao đàn ông khổ, và đặt ra câu hỏi rằng liệu đàn ông có khổ hay không. Với những người phụ nữ, chúng ta thường nghe xã hội nói rằng nỗi khổ, niềm đau và những hy sinh vất vả đều thuộc về người phụ nữ và cam chịu những sự vân vân thì đều thuộc về phụ nữ. Vậy thì tôi hỏi bạn rằng nếu bạn là đàn ông thì bạn có khổ không ạ? Chắc chắn rằng nếu mà bạn gặp tôi và tôi hỏi bạn như vậy thì bạn liên tục, nếu mà bạn là đàn ông thì bạn nói là không, mấy cái điều đó là trong khả năng, hoặc là không có sự khổ. Nhưng mà nhìn nhận ở những góc độ khác nhau, nếu chúng tôi có thể ngồi với bạn vào những bàn góp ý nhỏ hoặc những cuộc nhậu thì sẵn sàng các bạn cũng chia sẻ với tôi rằng đàn ông có khổ. Vậy thì vì sao đàn ông khổ? Và 97% đàn ông ở Việt Nam hay thường xuyên đi ra ngoài đường để có những cuộc vui bàn nhậu, hay là rất nhiều người đàn ông là cứ đi làm về là cứ đi nhậu thôi, và họ cần sự tự do, họ cần sự chia sẻ nhưng không phải là với người bạn đời của mình. Vậy thì nỗi khổ của họ bắt nguồn từ đâu? Chúng ta cùng tìm hiểu nha. Đầu tiên phải là định kiến xã hội. Định kiến xã hội từ ngàn xưa thấy được là người đàn ông rất đổi lạnh lùng và có những cái gia trưởng mà không thể nào thủ thỉ hay là tâm sự với người đàn ông như hai người đàn ông với nhau, phụ nữ và đàn ông là vợ chồng với nhau. Vậy thì người đàn ông ở trong chế độ cũ là họ đã có những cái chuyện mà họ không thể bộc bạch chia sẻ với ai khác, mà là chỉ những người thân hữu với nhau qua những ly rượu, qua những câu thơ mà họ đối đáp với nhau, họ những chia sẻ về những lý tưởng sống, những quan điểm sống, những gánh nặng sống về họ phải lo lắng và chuẩn bị kinh tế, lo lắng cho gia đình. Và ngay trong thực tại từ xưa thì qua những câu chuyện chúng ta đã thấy được cái cay đắng của người đàn ông. Vậy thì xã hội thực tế ở bình đẳng năm 2021 thì chúng ta thấy được bình đẳng nam giới, nhưng nam giới cũng phải ga lăng với phụ nữ, nam giới cần phải bảo vệ phụ nữ, nam giới cần phải là một người đàn ông lo cho gia đình, chu toàn mọi thứ về công việc bên ngoài, phụ nữ thì bên trong công an, còn đàn ông thì bên ngoài. Vậy thì nỗi khổ của họ bắt nguồn từ những thứ đó, những điều nhỏ nhặt như kinh tế, gia đình, vân vân. Kim Anh tiếp nghĩ là trong thời đại thế kỷ 21 thì cái vấn đề đó là vấn đề chung. Vậy thì nỗi khổ của người đàn ông không có thể nói cho người bạn đời của mình, và xã hội áp đặt quá nhiều hình tượng, quá nhiều về người đàn ông là phải dũng mãnh, là phải ưu tú, là phải gánh vác công việc gia đình, là phải lo cho mọi chuyện trong gia đình, con cái, vân vân. Vậy thì đó trở thành gánh nặng thực sự. Nếu tôi là người đàn ông thật sự, đứng ở khía cạnh người đàn ông thì tôi ở bên vực đàn ông, với những cái khó khăn, với những vất vả trong công việc làm ăn ở bên ngoài. Vậy thì đó có phải là nỗi khổ thực sự không? Tiếp theo là do thói quen, đúng không? Rồi do những cái lo lắng, do những định kiến xã hội. Còn một phần nữa mà đàn ông, tôi tiếp nghĩ là trong giai đoạn này họ cần phải thay đổi. Nếu chúng tôi đã có những người phụ nữ có thể ốp mình ra bên ngoài, có thể lo cho kinh tế, phụ việc kinh tế, có người phụ nữ, cũng có những người phụ nữ thông minh để gánh vác một phần nhỏ trong việc kinh tế gia đình, gánh vác một phần nhỏ trong việc xây dựng con cái, vun đắp, vun vén, thì người đàn ông cũng phải open, mở ra những cái tư duy mới, mở ra những cái khó khăn của mình cho người phụ nữ thấy, để họ không gọi là có tiếng nói chung chung trong gia đình, để họ khỏi phải đi ra ngoài, họ cau có, rồi đi làm về họ rất là bực mình, họ trở nên gia trưởng, họ trở nên phải làm cái này, phải làm cái kia, bởi vì anh ta đi ra làm ngoài đường đã mệt rất nhiều về lo cho gia đình. Vậy thì những cái đó khiến người đàn ông không vui. Và những cái chia sẻ về gánh nặng người đàn ông không nói cho người phụ nữ thì cũng giống như là mất quan điểm định hướng chung, thì sẽ không có tiếng nói chung trong gia đình. Họ cần phải uống rượu để họ can đảm hơn, để họ có thể dũng mạnh hơn, dũng khí hơn với những nỗi sợ ngoài kia, nỗi sợ đương đầu với xã hội, nỗi sợ đương đầu với gánh nặng gia đình.
Và nỗi sợ ấy nó rất to, rất lớn thưa quý vị. Nếu ai đã từng có những cái mưu sinh về cơm áo gạo tiền thì thấy được nỗi lo của đàn ông rất lớn, rất to và rất bự. Vậy thì việc là người đàn ông cần phải thay đổi cái những cái quan điểm và tư duy để có thể mở lòng với người phụ nữ của chính mình, bởi những cái hiểu mới có thương, và thương thì phải hành động nữa. Thì với những thay đổi nhỏ bằng ngôn từ, ngôn ngữ, hình thể và hành động của người đàn ông cũng khiến cho cục diện nỗi lo và sợ hãi của người đàn ông hạ thấp xuống và không còn, cứ như là đưa về zero, không có nỗi sợ gì hết. Chỉ bằng việc thay đổi ngôn từ, ngôn phong, cách truyền đạt đối với người phụ nữ bạn đời của mình: hỡi ơi, hãy cười hơn một chút xíu với chúng tôi, hãy bớt câu có, hãy có thể là bớt gia trưởng một chút xíu, về nhà có những áp lực mà không thể giải tỏa được thì dẫn đến những cái hành động nó vô thức thành trở thành vũ phu. Vậy thì chị em chúng tôi lại hoạch định cho bạn là bạn là người đàn ông vũ phu và người đàn ông nó quá gia trưởng đi. Không, đó là nỗi sợ hãi nó lớn chiếm, nỗi sợ hãi nó gây ra những hành động đó, chứ không, bản chất của người đàn ông hoặc phụ nữ đều là tốt, đều là tuyệt vời hơn hết. Vậy thì nỗi sợ hãi của đàn ông là vậy, những có những cái biện pháp, những giải pháp mà chúng ta nên giải tỏa nó đi. Chúng ta nên cân bằng bằng việc là bớt lo lại đi người đàn ông ơi. Hãy chia sẻ với người phụ nữ của chính mình những cái thói quen xấu, những cái tật xấu bạn có thể thay đổi được, và bạn có quyền trở nên hạnh phúc hơn, có quyền trở nên ôn hòa hơn, có quyền tạo ra cuộc sống ngọt ngào hơn. Và mong rằng những chia sẻ với chủ đề là đàn ông khổ hay sướng, đàn ông có khổ hay không, thì cũng đem lại những câu trả lời rất là dễ thương. Và mong rằng những anh chị em xem live stream sẽ có được góc nhìn mới để thông cảm với người đàn ông của mình, để người phụ nữ chia sẻ bớt gánh nặng, và đàn ông được hạnh phúc, còn phụ nữ thì của chúng tôi cũng dựa trên hạnh phúc của người đàn ông. Đó là đàn ông hạnh phúc, đàn bà sẽ hạnh phúc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.